Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa, vinh danh Ngài. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Qua vậy Thiên Chúa sai Con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì đã bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc người ấy làm được thực hiện trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, vào năm 1576, một trận dịch lớn xảy ra ở Venice, một thành phố ở miền Bắc của nước Ý. Và trong một vài ngày, thưa anh chị em, thì số người chết lên đến hàng ngàn người. Thế là viên thị trưởng và dân mới cầu nguyện xin Thiên Chúa chữa lành, xin Thiên Chúa cứu dân của người, và hứa rằng sẽ dâng một đền thờ để cảm tạ Ngài với tước hiệu là Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế, và chọn Chúa Nhật thứ ba trong tháng 7 hàng năm để mà mừng kính. Và thưa anh chị em, thế là trận dịch chấm dứt, đền thờ Chúa Cứu Thế được xây và được cung hiến vào năm 1592 bởi Đức Giáo Hoàng Gregory thứ 13. Vào khoảng 150 năm sau đó thì dòng Chúa Cứu Thế được thành lập. Ngày 25 tháng 2 năm 1749 thì Đức Benedicto thứ 14 phê chuẩn hiến pháp và quy luật của dòng. Và một vài tuần sau, ngày 8 tháng 3 năm 1749, Đức Benedicto thứ 14 cho phép dòng Chúa Cứu Thế được cử hành trọng thể lễ Chúa Cứu Thế hàng năm vào Chúa Nhật thứ 3 của tháng 7. Và đó là lý do tại sao ngày hôm nay chúng ta mừng lễ, thưa anh chị em. Và trong truyền thống thì lễ Chúa Cứu Thế được nhập lễ trích từ thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, chương đầu tiên viết như thế này: Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô từ cõi trời, người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô. Nghĩa là từ đời đời Thiên Chúa đã tiền định cho tất cả chúng ta, cho con người được làm con cái của Ngài trong Đức Giêsu Kitô. Trong Thánh Tự, nhờ máu Thánh Tự đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của người. Hay nói một cách khác, thưa anh chị em, như trong bài tin mừng anh chị em vừa mới nghe, là Thiên Chúa yêu thế gian này, và Thiên Chúa yêu cho đến nỗi ban cho chúng ta người Con một duy nhất của Ngài, để ai tin vào người Con đó, để ai ở trong người Con đó, để ai được máu của người Con đó cứu độ thì được sống muôn đời. Tại sao Chúa lại yêu thế gian, và thế gian này có đáng để cho Chúa yêu không, thưa anh chị em? Thế gian này, anh chị em và tôi, chúng ta nhìn chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy sự lành hình như ít lắm, và sự dữ thì lan tràn. Chúng ta thấy gì? Chúng ta đang thấy con người hại nhau, giết nhau, tàn sát nhau. James Anthony Folger, một sử gia và là một nhà văn người Anh sống vào thế kỷ thứ 19, trong một tác phẩm có
có tựa đề là nước Anh và các thuộc địa của nó. Ông viết một câu như thế này: dạ thú không bao giờ giết hại nhau vì thú vui. Con người, và chỉ có con người mới hành hạ và giết anh em đồng loại của mình để tận hưởng niềm vui. Đã có một thời, thưa anh chị em, người ta có những cái đài hí viện, những cái đài hí trường thật là lớn, và nơi đó người ta bắt những tù nhân đưa ra và cho thú dữ như là sư tử chẳng hạn ăn thịt. Nếu ai sống sót, nếu ai đấu và giết được con thú dữ đó thì họ sẽ sống. Nhưng mà thường thưa anh chị em đều bị thú dữ ăn thịt. Và người ta reo vui, người ta vỗ tay, người ta cười. Và biết bao nhiêu vị thánh tử đạo của chúng ta, thưa anh chị em, đã bị giết như thế. Ngày hôm nay có lẽ chúng ta không còn những đài hí viện, chúng ta không còn những đài hí trường lớn như thế nữa. Và con người không đem nhau để mà giết, để vui cười như thế nữa. Nhưng mà còn có những cách giết hại nhau khác, thưa anh chị em. Khi mà mình chà đạp người khác để đạt được địa vị của mình, để đạt được quyền lợi của mình, để đạt được mong muốn của mình. Và rất nhiều anh chị em nói với tôi rằng chỉ vì cái nhà, chỉ vì miếng đất mà gia đình tan nát, anh chị em từ nhau. Đó chẳng phải là vì thú vui, vì bản thân mình đó sao? Nhưng mà con người chúng ta lại kinh nghiệm điều gì? Chúng ta kinh nghiệm mình mỏng manh lắm. Chúng ta kinh nghiệm mình như hoa đồng cỏ nổi vậy. Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Gian ác như thế, tội lỗi như thế, đen tối như thế, mỏng manh như thế, có đáng để Chúa bận tâm hay chăng? Thánh Vịnh đã viết: cái phù sinh tháng ngày vắng vòi, tươi thắm như cỏ nổi hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình. Thưa anh chị em, và có lẽ sâu hơn cả là kinh nghiệm của Gióp. Ông giàu lắm, ông có tất cả, và rồi ông mất hết tất cả, và cuối cùng chỉ còn một thân tàn ma dại. Và ông thốt lên rằng: tôi đâu còn là chi, tôi cũng chẳng có gì, ngoài thân thể chỉ là da bọc xương. Và trong cái thân phận đó, thưa anh chị em, khi mà ở đáy thẳm của cuộc đời đau khổ như thế, thì ông tuyên xưng niềm tin của mình: ôi những lời tôi nói đây phải chi có người chép lại, phải cho có người ghi vào sách, có người đục bằng sắt, trám bằng chì, tạc vào đá cho đến muôn đời. Ông nói gì? Tôi biết rằng đấng bên vực tôi vẫn sống, và sau cùng người sẽ đứng lên trên cõi đất. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn người, đấng mắt tôi nhìn thấy không phải là người xa lạ. Lòng tôi nhường thiết tha mong chờ. Ông tin rằng Đức Chúa là đấng hằng sống, Ngài sẽ đứng lên trên cõi đất này. Và đúng như vậy, thưa anh chị em, Thiên Chúa không chỉ đứng lên trên cõi đất này mà Ngài còn được dương cao lên nữa. Như con rắn được dương cao trong sa mạc như thế nào, thì con người cũng phải được dương cao như vậy, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa đã đến thế gian này, Ngài đã đứng trên quả địa cầu này, và không chỉ thế, Ngài còn phải được dương cao lên nữa. Anh chị em còn nhớ hình ảnh con rắn ở trong sách Sáng Thế, cám dỗ Adam và Eva, cám dỗ con mình, tách mình ra khỏi Thiên Chúa, xa Thiên Chúa, lìa Thiên Chúa. Đừng cậy dựa vào Chúa nữa, hãy cậy dựa vào mình đi, hãy làm Chúa, làm chủ cuộc đời mình đi, hãy bỏ Chúa đi, hãy quên Ngài đi. Chúa không có yêu ngươi đâu, hỡi con người. Chúa không có muốn ngươi bằng Ngài. Cho nên ngươi hãy yêu bản thân mình đi, hãy tận hưởng cuộc đời của mình đi, và như thế ngươi sẽ được sáng láng như những vị thần. Con rắn nó nói dối. Và rồi một con rắn khác ở trong sách Xuất Hành cắn dân của Ngài, gieo rắc sự chết. Và Chúa bảo Môi-se làm gì? Hãy làm một con rắn đồng và treo lên, ai nhìn vào con rắn đồng đó thì sẽ được cứu. Đó là hình ảnh của Đức Giêsu Kitô sau này trên cây thập giá. Đức Giêsu Kitô được dương lên, bị treo trên cây thập giá, và nơi đó Ngài nói gì? Ngài làm chứng cho sự thật.
Sự thật là gì? Sự thật là Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một của Ngài cho thế gian này. Thiên Chúa yêu thế gian không chỉ cho thế gian, cho con người được sự sống, mà còn yêu thế gian cho đến nỗi mong muốn cho thế gian này, mong muốn cho mọi người chúng ta được tham dự vào sự sống và vinh quang đời đời của Thiên Chúa, và cho chúng ta tất cả ngay chính con một của Ngài. Điều mà con rắn, điều mà ma quỷ, điều mà Satan đã lừa dối con người, thì giờ đây Chúa Giêsu Kitô công bố cái sự thật đó. Sự thật Thiên Chúa yêu và cứu con người. Sự thật là Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu. Và chúng ta đã nghe thấy Chúa Giêsu công bố điều đó trên cây thập giá, khi mà Ngài nói gì trong cái giây phút cuối cùng, trong cái hơi thở cuối cùng của Ngài: lạy Cha, xin tha cho họ, bởi vì họ không biết việc họ làm. Thánh Alphonso đấng sáng lọc dòng Chúa Cứu Thế, trong một bài giảng Ngài viết như thế này: chỉ cần một giọt máu của Chúa Giêsu thôi cũng đủ để cứu cả thế gian này rồi. Hay chỉ cần một lời nguyện Ngài dâng lên Cha hằng hữu thôi thì cũng đủ để cứu cả thế gian này rồi. Nhưng những gì đủ cho ơn cứu độ thì dường như không đủ để diễn tả tình yêu, để cho chúng ta thấy Ngài yêu chúng ta biết chừng nào. Nên Ngài không chỉ ước mong nhỏ một tí máu, nhưng trút cạn tất cả máu của Ngài trong cuộc thương khó cho đến giọt cuối cùng. Như Ngài nói: đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra cho muôn người được tha tội. Những gì đủ cho ơn cứu độ thì dường như không đủ để diễn tả tình yêu. Cho nên con Thiên Chúa đi cho đến cái tận cùng để diễn tả tình yêu đó, là cho hết tất cả cho đến giọt máu cuối cùng. Alphonso có một bức họa về Chúa Giêsu Kitô bị đóng đinh trên cây thập giá. Và nếu anh chị em nhìn vào bức họa đó, anh chị em sẽ thấy Chúa Giêsu của mình, thân mình rách nát, bị đánh tả tơi và máu me thôi thì đỏ hết cả bức tranh. Nhưng mà có một chi tiết rất là đặc biệt: từ những vết thương của Ngài, những dòng máu tuôn đổ chảy xuống. Và đó là tình yêu, và đó là ơn cứu độ. Như ông Gióp nói rằng: chính tôi sẽ được nhìn ngắm người, đấng mắt tôi nhìn thấy không phải là người xa lạ. Đúng vậy, anh chị em và tôi được nhìn ngắm Đức Giêsu Kitô trên cây thập giá, và đấng ấy chúng ta xác tín với nhau rằng Ngài không phải là người xa lạ. Ngài là ai? Ngài là xương bởi xương tôi, là thịt bởi thịt tôi. Vì tôi Ngài đã nhập thể làm người, Ngài đã là người giống như tôi. Ngài bị đánh tan nát vì tội của tôi, máu Ngài đổ ra cho tôi, Ngài bị đóng đinh vì tôi, Ngài chết cho tôi. Ngài không phải là người xa lạ, Ngài là Chúa của tôi. Tôi được dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Ngài mang chính tôi nơi Ngài. Tôi nhìn thấy sự viên mạng của tôi nơi Ngài. Ngài là chính tôi đó. Ngài và tôi là một. Ngài không phải là người xa lạ. Và Thánh Alphonso thốt lên: ôi tình yêu, ôi tình yêu, ôi tình yêu. Thưa anh chị em, chúng ta lại nghe văng vẳng lời của ngôn sứ Isaiah loan báo: trước muôn dân Đức Chúa đã vươn cánh tay thần thánh của Ngài. Điều đó chúng ta thấy trên cái thập giá. Đức Giêsu Kitô đã vươn cánh tay thần thánh của Ngài để chi vậy? Để ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bề rồi ra sẽ nhìn thấy. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban cho chúng ta con một của Ngài. Chúa trao cho chúng ta tất cả, trao cho chúng ta chính Ngài. Ngài yêu chúng ta một cách điên cuồng, thưa anh chị em. Chẳng phải là điên cuồng lắm sao khi mà chọn cái thập giá để tỏ tình? Chẳng phải là điên cuồng lắm sao khi dùng chính máu thịt của mình để nuôi con người? Chẳng phải là điên cuồng lắm sao khi hàng ngày nhốt mình ở trong nhà tạm để mà đợi chờ con người? Và Thánh Alphonso nói với các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế rằng: chúng ta phải rao giảng về vị Thiên Chúa ấy,
Về vì Thiên Chúa yêu thương, yêu thương con người cho đến điên cuồng. Vì Thiên Chúa mà Gerardo bảo rằng: Chúa ơi, Ngài điên rồi. Trong một lá thư Ngài viết vào ngày 29 tháng 7 năm 1774, Alfonso viết như thế này cho các anh em của mình: Chúa đã chọn chúng ta từ đời đời và gọi chúng ta vào dòng thánh của Ngài, để ở đó chúng ta yêu mến Ngài và làm cho mọi người yêu mến Ngài. Và đó là sứ mạng mà tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế phải làm: yêu Chúa và công bố tình yêu của Ngài cho anh chị em của mình. Và đó là một tình yêu cứu độ, một tình yêu mà Thiên Chúa trút cạn chính mình cho con người. Và cũng trong lá thư đó Ngài viết: yêu Chúa Giêsu là công việc vĩ đại nhất mà chúng ta có thể làm trên thế gian này. Thưa anh chị em, đó là lời cuối cùng mà tôi muốn gửi đến anh chị em, và cũng là lời của chính Thánh Alfonso. Trong ngày lễ Chúa Cứu Thế, chúng ta chiêm ngắm chân dung Đức Giêsu Kitô trên cây thập giá, đấng cứu thế của chúng ta. Và chúng ta hãy ghi nhớ rằng yêu Đức Giêsu Kitô là công việc vĩ đại nhất mà chúng ta có thể làm trên trần gian này. Nguyện xin Thánh Alfonso, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, cầu bầu cho chúng ta, và cùng với Ngài với niềm xác tín rằng ơn cứu độ Chúa Cha nơi Đức Giêsu Kitô đó, và đáp lại bằng chính tình yêu của mình. Yêu Chúa là công việc vĩ đại nhất mà chúng ta có thể làm. Trong niềm xác tín và nguyện cầu đó, mời anh chị em cùng đứng lên và chúng ta tuyên xưng đức tin của mình.